cuộc đời ngày càng gắt là cái máy thiên cơ đó, nó xiết tới rồi, cái hạn quân hạ nó đi tới rồi, càng gắt là cái chiến tranh nó bùng nổ, rồi cái thế hạ màn đời màn ba nó sắp hết rồi, cũng ngay cuối năm rồi đó, hết cái thời hạn quân rồi, nó cùng cuối của hạn quân Ngọc Hoàng ân xá con giáp mà nay hết giáp rồi, cho ân xá thêm một con giáp nhỏ 12 năm, hai giáp nhỏ 24 năm, tới nay 22 năm rồi, còn có 2 năm nữa, 2 năm cuối cùng nữa là Ngọc Hoàng vũ sổ luôn rồi đó. Mà bây giờ thầy Ni Ngọc Hoàng mới cho nào là bệnh này bệnh kia để cho người ta bệnh đau nảy giác ngộ, để con người ta sợ người ta tu hành nảy giác ngộ màng chót. Mà vào bệnh này dịch này kia là Ngọc Hoàng sai vậy thả xuống đó, để cho người ta hoài đầu hướng hiện bằng tăng giác dùm. Mà nếu thời này mà bệnh mà không sợ mà không tu nữa thì cái người đó vô phương là khó cứu. Đến cái màng chót là phong tay, thỉ tay, quả tay, đốt quả cầu luôn, trời xóa sạch qua cầu, lập đời thượng cổ là thánh đức. Đó, chuyện đó lên mà xóa sổ 7 ngày này đêm bật lối trời trăng. 7 ngày đêm không có mặt trời, âm dương biến mất. 7 ngày đêm bật lối trời trăng, yêu tinh trần hiện đến bắt ăn kẻ. Phận thanh thủy nói là gà vàng cũng vắng, thọ nó trắng bật tinh. Rồi nói là bằng ngày con gà mặt trời đó cũng mất, bằng đêm con thỏ mặt trăng mất luôn. Chừng nói là yêu tinh trần nó đầy đường đầy xá, nó hiện hình ăn thịt người ta luôn, không có chuyện nó hết cứu rồi, chừng nó tu không có kịp. Còn bây giờ mình chưa sớm nổ, mình gắng tu được 10 ngày cũng được giác ngộ, nó 10 ngày trong 10 ngày cũng có phước nữa, tu 10 ngày thôi mình cũng có phước công đức rồi, không cần tu lâu, cúng lại niệm Phật này lai ra mình tu 10 ngày cũng có công đức. Trong vòng 10 ngày hả, năm tỷ năm ta gắn là 5 tỷ, dưới hang là nó trốn chứ, coi ngựa chạy là năm gắn mà núp dưới hang là 5 tỷ, coi ngựa chạy rồi nó cho qua tới tháng 4 năm rắn đó. Ngựa chạy là qua tới tháng 4, tháng 5 đó. Tháng 4 là rắn núp dưới hang, tháng 5 là con ngựa chạy là qua tháng 5 là ngộ đó. Tháng 4 là tháng tỷ, coi ngựa chạy á. Chừng đó là giặc chiến tranh nó dữ tợn lắm. Rồi gà ngồi trên ngựa ngó gà bay là tới nay tháng ngọ ngó gà bay tháng 7 tháng 8, kéo dài 7 tháng 8 đó, từ tháng 5 tháng 4 tháng 5 tháng ngọ tháng 6 tháng 7 đó, ngó gà bay là tháng 8 đó, thì nó chiến tranh bùng nổ dữ tận lắm á. Đông Tây trộn rộn trời che sát, Nam Bắc ê hề đất trở thay, dữ tận tới chiến tranh bùng nổ. Chừng nói là Nam Bắc ê hề đất trở thay chứ không nói chung nữa. Ê hề rồi nằm đặt đó. 10 phần 2 7 8. Thần tiên thấy vậy cũng châu ngoài cũng khóc luôn. Thần tiên cũng khóc luôn. Bùng nổ chiến tranh đại lớn, không ai chôn ai nữa. Nó tận diệt luôn. Tận diệt cái màn ba là tận diệt luôn đó. Chết không chôn luôn. Cái dầu là mới sơ thôi, sau này có chiến tranh chia thế bom đạn nữa, cái đó là bệnh thôi. Sau này có chiến tranh lớn là nữa, là Trung Quốc nó đánh mày nữa nè. Rồi này đủ thứ hết trơn á. Rồi dòng nguyên nó tràn qua tầng, nó tràn qua biên giới sang dưới biển dưới đáy nó đánh lên nữa. Ba bốn mặt á, thầy nói Đông Tây trộn gộn trời che sát là bốn phía, Đông Tây Nam Bắc đều có giặc hết. Ê, đất trở thay chứ không có chôn nữa. Nhân vật 10 phần hao 7 8, 10 hết 7 8 còn một hai người. Thần tiên thấy vậy cũng châu mài luôn, khổ dữ lắm luôn. Chừng nó bệnh tật chiến tranh rồi đói đau rồi đủ thứ chuyện hết trơn. Khó lắm, phải đủ chuyện vậy. Tu chừng nó khó tu lắm. Dạ thưa ông Sáu, thì cái lời tiên tri của thầy mình mà nếu xảy ra khủng khiếp không sao? Khủng khiếp tận diệt luôn, không có nói gì. Nó tận diệt luôn đó, người nào tu mới còn sống, mà không tu là chết. Chết, sạch bách không còn, người không tu sạch bách không còn, không còn nữa. Không tu là xóa sạch luôn, xóa quả cầu này luôn. Lửa lợi người hiền không hả? Người hung chừng đó là màu cho bầy ác thú đền bầu tội xưa. Mình không tu là tức là cha mẹ sanh ra thân mình có thân nuôi lớn, mà không tu không cầu nguyện cha mẹ của quyền thất tổ cứu giúp tổ tông là mình bất hiếu. Sao mình tội nặng với của quyền thất tổ mà ông bà mình lắm. Bây giờ ông bà mình qua đời, cha mẹ qua đời, mình có thân mình gắn cúng lại cầu nguyện cha mẹ mình, đó là mình cứu rồi, mình đền ơn cha mẹ của quyền thất tổ là mình có con có hiếu. Còn mình không tu sao này mang tội bất hiếu nặng lắm, mà xóa sạch luôn mình chết luôn sao khó sống. Mình nơi chính chú nữa mai xa lánh sáu đường duyên đó, mình cầu nguyện sớm chiều rồi ông bà cha ngồi nơi chính chú sẽ mai xa lánh sáu đường duyên là thoát sanh tử luân hồi, ông bà mình cũng thoát được cái đó nữa, sanh tử luân hồi nữa. Yeah,
sáu thì cái màn ba kỳ này là nước biển mình sôi sục luôn không sao? Sâu luôn, ngọn thủy triều sôi nô sục sôi, biển mà sâu luôn á, bầu trái đất một khoen luân chuyển, nó quay cuồng đảo ngược trái đất luôn, lộn cuồng đó. Chừng nó âm dương mặt trời cũng biến mất, mặt trăng gì cũng mất luôn. Chừng mà đại chiến thái dương bơm tử nổ rồi là banh trành vậy. Đánh nhau như với Trung Quốc với Mỹ chứ Anh với Nhật nó quánh rồi thấy dương banh trành. Là chiến ba bùng nổ là banh trành hết vậy. Không có gì mà còn nó đánh vào biển banh trành hơi độc. Một khi nó trội dùng vũ khí hạt nhân hay không sao? Chừng sau nó trao vũ khí lớn này ở ngoài biển nó bay hơi độc cho mình cũng chết nữa. Đánh vào biển ở đây mình cũng chết nữa. Cái hơi độc không phải cái miệng, cái hơi độc nó bay vô mình cũng chết nữa. Có cái màng nó độc địa, cái hơi nó khó chứ, thở chết, không khí cháy không khí luôn. Mình nghe nó vậy nó khổ lắm. Mình phải ráng tu mới được. Tu là mình để cứu thầy Phật dạy tu là cứu mình thôi. Chỉ có niệm Phật, Phật độ mình thôi chứ ngoài ra không ai độ mình được. Chỉ ráng tu Phật độ mình thôi chứ không ai độ mình được. Chừng đó mình niệm Phật là không có bệnh dịch gì tới mình nữa chứ. Nó thằng Nga sao nó chết nhiều quá rồi nó giận nó quánh anh đám NATO. Nó giận là mày bán vũ khí cho chết hại hại nước nó là nó đem vũ khí nặng nó bắn qua Nga với NATO với Mỹ, nó bắn qua Mỹ, NATO rồi NATO quốc lợi Nga banh trành hết trơn. Hai bên quỷ diệt, hai bên chết láng hết, không nào thắng hết. Vũ khí hiện đại nó bỏ qua với lợi thằng nào cũng chết trơn. Thằng nào cũng chết, không nào còn banh. Việt Nam mình tên hưởng gì vũ khí lắm không sao? Xa, mình quá xa không tới. Mà sao chừng nào Biển Đông á, mình có ảnh hưởng gì cái hơi độc. Biển Đông là mình bị cái hơi độc á, hay gió á. Chừng Biển Đông nè, Biển Đông là Nhật với Tàu đánh nè, mình bị ảnh hưởng hơi độc. Thì nó khởi đầu tới năm tức khởi một con giáp 12 năm này nè, là thành xong luôn á. Nó kéo dài tới tức khởi tới luôn mới xong. Thượng Quân thành lập mà tới thầy là tức khởi duy nhân gia tiền định quần lai thượng cổ mới bình yên. Tới Tam Hoàng mở cửa, các Thiên Hoàng cũng mở, các Lân Mục Hoàng cũng mở mấy từng một môn, mười bữa xem thấy ghê hồn, coi trần, coi tự có mà hay không. Còn Nhân Hoàng, ông vua Nhân Hoàng của mình ra đời, nó cũng lấy kẻ công cũng đồng trừng trị, cái lòng tà gian ấy là đến lúc suy sang, Tam Hoàng trở lại là đời thượng ngôn. Đó chừng có ba ngôi, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng có đủ, chừng đó thái bình trở lại, không còn chiến tranh nữa. Chừng đó là người tu không nha, không có còn người hung ác nữa, người hiền không à, người giữ trái hết rồi. Thì bắt năm nay nè, từ năm nay rồi tới mẹo rồi tới thịnh nè, ba năm này nó tới kéo tới năm thịnh. Trời ơi sao ó biến bay cá kia quyến chạy tại xe ngừng nó tới năm thịnh á. Dần mẹo thịnh ba năm này dữ tợn. Dần nó khởi rồi tới mẹo rồi dữ nữa rồi tới thịnh nữa, kết thúc luôn. Năm dừng là thầy nói rồng lộn ê hề thay phơi đó, năm đó là dữ tợn đó. Chiến tranh này rồng nó bỏ bom rồi đồng lộn rồi máy bay á, ê hề thấy thôi trạng trình truyền thánh mấy lời ngày nay nhưng chúng vậy thời gắn trí. Thầy mới nói đọc thánh trạng là từ tới năm mèo kêu ý tới sầu bi gà dầu ở dậu thì bình an, tới năm dậu mới yên được. Đó nó bảy niên hòa địa nhơn hiền thủ núi ngự quần sang tự đỉnh chi là tới năm thịnh có vua ra mặt rồi tới bảy niên tới năm tức hợi là xong luôn. Hòa địa nhơn hiền thủ núi ngự quần sang tự đỉnh chi là trên đỉnh núi đó có cái ngai vàng điện ngọc của ông vua thất sơn nộ lộ vẽ đền lầu chừng nhi mới thấy nhiệm màu của ta. Chừng đó có cái đền vua chuyển lưng thánh dương, đền bằng bảy báo, cái cầu có hột châu chiếu khắp cả thế giới sáng khắp cả thế giới. Phù lư sáng như mặt trời vậy, trưng hết cả thế giới. Sao thì nó bằng đêm và bằng ngày nó sáng trưng hết. Dạ, có câu cổ uy nghiêm đó là sao? Cổ là hai cái cộng lại của 99 là 18 nước. Sau này quỳnh riêng tham báo đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chứ ban hàng phục. Tức là 18 nước này sao nó ham báo lấy đền đài nó cấm mà nổ ra nó nhào vô nó giành. Đánh 3 năm vậy đó. 3 năm đánh tan tành từ năm thịnh nó quốc tới dài tới năm dậu đó. Đó là mới thái bình, nó giành đền vua mình đánh 3 năm, từ năm thịnh đến năm dậu. Tới năm thịnh là có đền vua nổ rồi, tới năm dậu luôn. Tới qua năm cuối mẹo, thịnh này có đền núi nổ rồi. Là cái buổi nhập tiệc này là trải qua tràng pháo, cuối mình mùng dân sát đại đường.
sấm nổ đó, đền vàng lộ vẻ thập bát quốc chư hầu mới giành sẽ, chuyện đó sấm nổ là lên đền vàng, các nước vô nó giành đền vua Việt Nam, thấy cái đền bằng bảy báo có cái núi vàng hào quang chiếu ánh cho nó vào vô nó giành cái đền vàng mình, nó mới nó đánh 18 nước nó giành chứ không phải một nước đâu, thập bát quốc chư hầu giành sẽ tới 18 nước rồi. Môn tả đạo đủ thế chân 3600 mối đạo ở đời nó giành cái đền vua mình luôn, đủ thứ hết trơn, giành đủ thứ, chiến tranh đủ thứ khổ năm này dưới ta, bây giờ mình ráng tu theo này khổ dữ lắm. Đúng là màn cuối cùng của Hạng Quân đó, từ đây tới Nam Thịnh là chấm dứt luôn đó, qua thượng cổ luôn đó. Thì chừng đó tiên Phật ra đời, chấm dứt cái Hạng Quân, chừng đó tiên Phật ra đời cứu mình á, cần có Phật có tiên ra đời lập hậu là cứu mình á, tức thầy trở về, chừng đó tiên Phật trở lại lập hậu long qua là cứu mình á, tiên các chỗ nó bay về đây chúc mừng thánh chúa, bay ta chúc mừng vua thánh, chúc mừng thánh chúa lại là ông vua ra đời ông vua thánh. Từ nhà bàn trở vô từ từ trong núi cấm, từ nhà bàn á, nhà vô núi cấm á, qua lộ dân giáo máu tràn thành sông, rồi đổi nhật đổi nguyệt đổi phong đổi năm đổi tháng trong ngày giờ đổi cha rồi thầy đổi nhà thờ đổi cùng đổi bãi đổi cờ năm ban trời xây dấu á bốn khoang, rồi nước dâng lên lửa cháy, nước dâng lửa giặc chiến tranh rồi nước dâng lửa cháy rửa quá thì cầu luôn, khó ăn thầy kỳ ngửa nghiêng bỏ bực biên thầy giờ nước giật lung lung ngút tới mỏ một cát luôn, rửa quá đi cầu luôn, rồi núi phun qua lửa cháy luôn, cháy hết trơn cái chợ Nam Giang, cháy trơn không kiếm nhà sao kiếm cả chạy lá mà ngồi không ra, bây giờ nhà nhọc dọc và ngang đó sao mà bây giờ khố xá vậy chứ sao kiếm cái chạy lá mà ngồi không ra, cháy sạch sẽ được tới việc đời kiếm chạy lá mà ngồi không ra, nhiều thành phố khó quá bánh chành. Tại sao Campuchia nó hẳn mình giữ gì không sao? Bây giờ đó là nó mình cái mấy tỉnh này nó hiến nó cho mình, mà về đây sao cái miền Trung Quốc nó suối, hồi nó chiến tranh nó tiếp nó rồi nó cho mình, giờ sao Trung Quốc nó suối nó đòi lấy lại đất của nó, hồi đó nó hiến cho mình là mình tiếp nó đánh giặc đánh Simla rồi mình nó mới hiến cho mấy tỉnh, sau này nó suối quay lấy lại là mình lấy nó giết ông bà ông ta là ông táo nấu cơm, nó nói vậy đó rồi nó thù mình nó đòi lại biên Trung Quốc á, nó suối quốc nó ác nó suối đâm thọc nó suối suối rồi nó gây nó đưa tiền bạc nó mua chuột trong Campuchia nó suối đánh mình, Trung Quốc nó muốn Việt Nam mình nó đè lấy nước Việt Nam mình nó đánh không được nó mới suối miền đánh tiếp nó, chứ miền đánh tiếp nó chứ mình nói thì nó đánh khó nó xuống miền đánh mình, nó thâm độc nó muốn cướp nước mình không à, nhưng Trung Quốc vậy thì một khi mà Trung Quốc nó xuống gì mà Campuchia đánh không lợi Việt Nam mình là nó tiêu diệt cho Campuchia luôn ha, tiêu luôn sao miền chết chân không còn ngồi đầy gốc lâm dồn nó cho chết không còn đầy gốc lâm dồn dùng bom đạn thời này mà qua nhiêu chết hết chứ còn chết hết dễ còn tiêu diệt luôn. Yeah. Thì có câu là tầng ban hậu hạnh tiêu diêu động Nam Việt lương quân dân kiến linh xa phồn qua đô hậu lưu gian quyết dư đảng dọc ngang cấp mà hàng, thì những đảng dọc ngang về sau nó cũng bỏ nó tu hết theo đạo hết tu hết không còn gì nữa chứ tiêu diệt hết. Dạ, thưa ông Sáu, thì cái màn ba kỳ này, nếu mà màn ba kỳ này xảy ra, thầy mới gì không Sáu? Thì màn chót thầy mới ra mặt. Chết quá chết rồi, chừng đó thầy mới ra mặt. Phật ra thâu ngũ hành, nó không súng bắn không gì được chứ. Thâu rồi ngũ hành, máy bay gì chạy không được, súng bắn không được chứ. Rồi nó đầu hàng hết trơn, thua luôn. Theo thầy mình hết trơn, tu hết trơn. Thầy về thâu nó biểu theo buông khí giới, theo thầy hết trơn. Chứ thầy thâu nó, chứ thầy không có hại ai chứ. Thì biểu nói đầu hàng tu hành hết sao nha. Vậy là cái màn ba này đâu có chết hết đâu hả ông Sáu? Cũng còn à. Mấy người bạn, con người hiền với người dữ chết muốn hết dầu nó đánh nhau chết muốn hết rồi thầy mới ra mà. Yeah. Chứ thầy gì nó muốn chết muốn hết rồi. Đánh dữ lắm rồi chết dữ lắm. Có quýnh bằng phép tiên không hả ông Sáu? Thầy bằng súng đạn đã không phải tiên. Thầy ra cần đó nó tiên đánh nhau đó.
nó quá lửa nó đốt, nó quá lửa nó đốt, nó nước nó dưng, nó quá lửa ngập quá đi cậu cho người, nó quá lửa nó đốt, chuyện nó thầy ra cứu, không phải cứu đốt sạch quá đất mình luôn chết hết trơn à. Quá lửa quá nước dưng quá lửa cháy nó làm banh quá đi cậu cho thầy ra thâu lửa hết, nó không đốt gì được chứ. Làm đủ chuyện hết trơn, đánh phép không cặp đó đánh phép không thì tránh tà nó ra mặt hết trơn á, mà tránh còn tà tiêu diệt mấy binh tà sau này nó tiêu diệt hết trơn. Cái nào đạo tránh tránh thì còn đạo tà mất, đạo nào bất tránh qua cầu Diêm Vương chết trơn, kỳ này tiêu diệt luôn á, bất tránh là tiêu diệt không còn. Thế đạo nào tránh thì còn, đạo nào cũng Phật á nha, mới còn đạo mà tà nó tiêu diệt chứ. Sao thế giới này còn có một cái đạo Phật mà thôi, không còn đạo nào nữa. Theo Phật chứ, các đạo nào binh nào cũng tiêu diệt vậy, không còn đánh sao chết chứ. Dạ, vậy ông Sáu nói là cái thời kỳ màng ba cánh chót này nó sẽ diễn biến thế nào, ông Sáu nhắc lại bà con biết. Sau này là người tu còn thôi, còn cái tôn giáo nào sao cũng là tiêu diệt, nếu không có có theo Phật thì còn tiêu diệt hết. Sao chỉ có cái đạo Phật vậy thôi, thế giới này còn có một cái đạo Phật, cơm lại còn cái đạo Phật à. À, cái màn ba này là cái chiến trót đồ chiều rồi đó, mà cái mà không ai tu nữa là tiêu diệt luôn nhé, không còn gì nữa hết trơn á. Cái màn này là cuối cùng rồi đó, là cái quân hạ luôn, cuối cùng là Ngọc Hoàng xóa sổ qua đi cầu luôn đó. Không còn gì nữa hết trơn. Dạ, thì ông Sáu ơi, Đức Thầy mà có tiên tri là sau này nước mà ngập lên sao ông Sáu? Thì nước xong nó ngập lên tới mỏ con cát rồi, chứ phải trời sao? Ừ, lúc đó là mình chết hết quá không sao? Ừ, dữ tợn lắm, không phải dễ đâu. Là do chiến tranh nó quýnh bom hay sao? Chừng nó bom tử nó nổ, quá là cầu banh hết trơn, thiêu thành gạch luôn á, cái hơi độc chết hết trơn, không gì còn nữa. Có một số người ta hiện giờ ta không tin là tiên tri của thầy còn sao sao? Thì người ta không tin ta chết tao chịu chứ sao vậy? Ta không tin là ta không tu chết chịu chứ nói sao vậy? Là ta không tin chết là chịu chứ nói sao vậy? Đạo tố đó bên Trung Quốc á, bây giờ nó nhà cửa 100 từ nó cũng thập nữa, gió thổi mấy trăm cây số giờ đó, bây giờ Trung Quốc nó đi trước rồi đó, trời phạt Trung Quốc đó. Rồi tới là thủy tài nước dâng lên, nước dâng lên, rồi tới rồi quả tay là núi lửa nó phun ra nó đốt quả để cầu luôn, cháy thành gạch tiêu diệt hết trơn. Nước Trung Quốc giờ nó có đủ cho rồi đó, phong tay rồi thủy tay rồi núi lửa phun luôn rồi đó, đủ cho rồi, sao cả thế giới vậy đó, banh chành quả để cầu hết trơn. Cái màn ba nó tiêu diệt hết trơn rồi, không còn cái gì nữa hết trơn. Sao nó tiêu diệt hết trơn à? Chứ không phải dễ đâu, cái mừng ba này là dễ tận. Còn người không tu, người nào tu là nghe lời Phật là sao sống chăng, không tu sau này quỷ diệt không còn. Thì người đó đừng có trách ai, trách trời trách Phật, thì tại mình không tu mình không cãi thì mình chịu chứ nói sao vậy? Phật khuyên mình tu dễ ợt, còn không chịu tu thôi. Thầy nói là máu đào khắp nước khổ vô cùng không sao? Máu đào khắp nước khổ vô cùng mà dân trần mãi thung dung. Mình biết lo ăn chơi nhậu nhẹt cờ bạc khúc khách đều không, không chịu tu. Sớm sớm tối không lo liệu là ta biết tu hành, biết cúng lại, biết ăn tương, biết niệm Phật thì qua, mà không chịu làm thấu chứ sao vậy? Chừng nó ăn năn mà chừng nước đến chơi mới nhảy dùng cái chiếc lọt ngoài khơi. Chừng nó sấm nổ tới rồi tiêu diệt, còn không có tu gì kịp nữa. Chừng nó tu không có kịp. Một khơi. Chừng năng khó nhục cầu, chừng năng khó năm mô cũng khó nhục cầu. Bây giờ phải tu trước rồi, cái gì phải chuẩn bị trước rồi được. Không tu rồi thôi khó ăn năn, chừng đó mà ăn năn chẳng kịp. Đến việc sau này ăn năn chẳng kịp, chừng đó uổng lắm. Không tu rồi chừng đó khó ăn năn, đến cái cuộc khó ăn năn chẳng kịp. Bây giờ mình ráng tu đi, mình ráng tu hành đi, sau đó mình sung sướng, mình hưởng đợi thánh đức. Hướng cũng phong thần trở lại rồi thánh đức sau này không có gì bằng rồi chứ. Hướng đời an lạc không gì bằng rồi chứ. Như là cái cảnh đời lặp lại như là màn ba phong thần khởi phải không sao? Ừ.
sau là phong phần diệt kẻ quấy là lừa dân lương thiện, sau đánh phép không à, hết súng đạn rồi đánh phép không? Diệt kẻ quấy lục lừa dân lương thiện không, người nào hiền không hả? Thì mình dán tu đi sao mình coi đời, coi nó đánh nhau mình coi cũng đã đó. Thầy là sao coi đánh nhau coi đã lắm. Thầy là bây giờ các hát bộ là thường để sao Phật hát có tường cho xem, nó đánh trên mây á, coi đã lắm. Phun lửa nó đốt, nó đùa nó làm đủ thứ chuyện nha. Đánh trên mây đó mình coi đã lắm. Chính từng mây nhặt chỗ tiêu thiều, người tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Người không tu sao tà gian bị lửa thiêu chết chăng à? Người tu niệm sống đời thượng cổ ngon không? Tu niệm sống đời thượng cổ ngon không? Người tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Có người không tu sau này tiêu diệt hết trơn. Không tu là tiêu diệt vậy đó. Vậy là mình tu là có thiền bát nhã rước không không sao? Tu nữa Phật độ không có chết. Bát nhã là trí huệ đó, mình tu tức là mình niệm Phật là dùng cái thiền trí huệ của mình, là bát nhã là trí huệ của mình. Mình niệm Phật, niệm Phật là có chiếc thiền của mình độ mình không ma tà bệnh tật gì đó. Cái thiền trí huệ là cái thiền niệm Phật đó. Cúng lại niệm Phật rồi là mình tự độ lấy mình, không có ma tà gì hại gì, mình bệnh gì đau gì nữa. Bát nhã là trí huệ, cái thiền đó là thiền cái trí huệ. Là cái trí nó sắc bén, nó tinh thí lắm, mà không có gì làm mà hại được cái trí huệ mình được. Trí huệ nó vô hình, nó không có hình tướng, thành không có ai chép bầm chặt được chứ. Kêu là thiền, con thiền là tự mình giác ngộ tỉnh tâm, mình tu hành cúng chỉ sớm lợi giới lực, là nó tự là con thiền nó đưa mình qua bể khổ. Bể khổ là mình mê muội đa tham đắm danh đại tình, mà mình nhờ cái con thiền trí huệ bát nhã mình đó, mình niệm Phật mình đưa mình qua bể khổ đó. Phật nói ý nghĩa vậy đó. Bát nhã là trí huệ đưa mình qua bể khổ, không còn sanh tử luân hồi khổ não nữa. Con thiền trí huệ của mình không phải con thiền của Phật, mà con thiền trí huệ của tâm mình đó. Khi mình tỉnh ngộ, mình cái tâm mình sáng suốt, mình niệm Phật không còn ái ố hủy nộ, là mình trở lại giác ngộ, mình thành Phật, không có gì vậy. Không phải Phật ở Tây Phương, mà Phật là Phật tại tâm. Phật ở tâm mình á, tâm mình mê là mình là chúng sanh, mình giác ngộ, mình là Phật. Chứ không có ở đâu, Phật ở đâu chứ. Mình mê là mình là chúng sanh, mình không hết mê cũng như người uống rượu. Mê mình uống rượu say sưa, mình ói mửa, mà mình không uống rượu, mình tỉnh táo đó, mình là Phật, không có gì khó vậy. Người tu như người không uống rượu, mà người mê như người uống rượu say chưa vậy thôi. Mà mình không uống rượu là mình giác ngộ là mình là Phật. Còn người ta say chưa, người ta chạy theo đời quá khổ sở rồi. Còn người tu là người giác ngộ thành Phật. Dạ thưa ông Sáu ơi, sau này có ba tiếng sấm thì người ở trên núi với người ở chân núi đó rồi có ảnh hưởng gì không Sáu? Mấy người ở chân núi này chết chân, chư thần ta đuổi. Chạy đi, người chạy lộn về, hai lần chạy mới gặp bề muôn tông. Tức là chư thần đuổi ở gần núi, người ta kêu đi hết. Sấm nổ ra một cây số rồi đó, không được ai ở gần, đá chạy ra. Chạy đi, bỏ núi đi. Bỏ núi đi, rồi chạy đi, rồi chạy lộn về, hai lần chạy gặp bề muôn tâu là gặp Chúa. Đừng nói chạy về, lộn về mới được gặp Chúa. Chứ ở đó nó sấm nổ rồi còn nào. Núi rồi còn tan, xét cái thân mình là chết hết. Vậy là có chư thần... Chư thần ta kêu, ba bữa rồi đó. Đất núi, núi nổ, đá tan, đất sụp, mà hỏi người ta sao chịu nổi. Lửa cháy đồ nó kinh thiên động địa, đá mà nó nổ nó văng ra lửa luôn đó. Rồi đá nó văng cũng như bom miếng nó phan còn gì. Chết thích trần, gần núi phải tản cư hết. Chạy đi, rồi chạy lộn về, hai lần chạy mới gặp bề muôn tâu là gặp Chúa của mình đó. Chuyện đó mới yên được. Chạy bỏ tản cư hết, xa núi ở gần cũng chết, phải xa mới được. Rồi chạy lông về, hai lần chạy gặp bề muôn tâu. Chuyện đó nó chạy xuống xe đét mình dữ lắm, mà trên núi Châu Lốc là chạy xuống mình đây. Nói gần nó sao chịu nổi. Vậy là cái đền vàng núi cấm nó sẽ lộ không sao? Ừ, chừng nó lộ ra nó sấm nổ là phải tản cư đi hết, ở chết. Mình chạy lòng về mới được. Vậy đến bữa lúc đó là thay cho đài Lộc Thái Bình Dương không sao? Ừ, chừng nó bằng ba đây nè, đánh mà biển Bình Dương nè, Nhật Mỹ Tàu đánh nhau ngoài về. Nhật với Tàu, Mỹ với Trung Quốc đánh lấp Thái Bình Bình Dương luôn. Tàu chiến gì, ô xe bay, rồi gớt xuống chìm đầy gì lấp biển luôn.
thấy trôi đập lá thì mình vương đập luôn, không có ai chôn ai nữa, dùng quá chết rồi. Mần ba này quá chết, không ai chôn ai nữa. Khắp Bắc Nam khí trời mù mịt, lộ không người nhà bít ngõ ra, chừng đó tao không có nói gì nữa chứ. Khổ nghĩ khổ lắm, đủ thứ chuyện. Chừng nó chiến tranh giặc giả, bom đạn đủ thứ chuyện. Khổ nghĩ lắm, khổ luôn. Chứ không phải yên đâu, xiết tới hoài. Biển cũng vậy, là sụp đất, núi sụp, đá tan, núi sụp, lấp biển luôn á. Nhân vật thì cũng dòi gì, thay hình đổi dạng, thấy quay quay đi cầu luôn. Núi tan, đất sụp bớt người. Núi tan, đất sụp bớt người là thay trôi đủ thứ. Người chiến tranh giặc giả, không có thế nào nói tả tạ. Không có tả nổi. Đừng nói chết đủ mạng hết chứ. Chết dịch, chết chiến tranh, chết bom đạn, chết bệnh đau, đủ thứ chuyện hết chứ. Rồi lúc đói, lúc khổ, giặc giả, đủ thứ chuyện chết, đủ thứ cách chết chứ. Tôi khổ lắm, thì từ đây tới tới nó chiết tới hoài đó, năm nay, cuối năm nay nó chiết tới tới hoài tới Nam Thịnh đó. Vô khổ tới luôn á, không có yên đâu. Nó chiết tới hoài. Khắp thế giới luôn, không phải nước, một nước nào, nó chiết tới tới luôn, cả thế giới khổ tới luôn. Sao tới Nga Mỹ đây, nó đánh tới đây, nó chơi bom tử đó, nó thua quá rồi, nó nhấn nút bom tử đó. Đánh Mỹ, Mỹ đánh lại nó, thấy nó đánh Mỹ, Mỹ đánh lại nó, thì hai bên chết hết trời. Mình ở đây sao không sao? Mình xa, mình nó có tới, nó đánh này, nó bắn qua Mỹ, Mỹ bắn qua Nga, Nga không bắn Mỹ, hai nước nó bắn nó chết. Đánh NATO rồi, đánh châu Âu rồi, nó gần nó chết, chứ mình nó xa, mình cái biển Thái Dương mà nó khởi á. Đánh mà Thái Dương đây, mình mới có cái hơi độc nó vô. Nó lên biển, ở đây mình đánh đủ á. Hơi nó khói, cái độc nó bay vô là mình ở đây chết dịch. Bệnh dữ lắm luôn, mình không có chiến tranh mà nó bệnh hơi độc á. Bay cái hơi độc vô, chiến tranh cái bom đạn hơi độc vô mình khó sống. Bom tử nổ là cái hơi độc nó chết người ta chứ. Cháy không khí mà cái chất độc dữ lắm, cực độc hít vô người ta cũng chết, cái hít khơi vô cũng chết. Sao mà đất nước nó chế tạo đó chiêu sắc? Nó chế để nó phòng thủ đất nước nó, khi nào mà chiến tranh lớn nó mới chơi vậy mà. Tao có bom tử thằng nào không dám đánh tao chứ. Nó sợ. Bị nó sợ bom tử nó không dám đánh, phải phòng thủ mà khi mà cuối cùng đem ra nó xài. Chừng nó thua quá nó quạo nó bữa người ta bữa lại nó, hai bên chết hết, bên nước nào không có chơi điện tử. Bây giờ thế giới nó có nguyên tử, chất anhum nó chế ra nguyên tử đó, chất anhum là Việt Nam mình giờ mới có cái mỏ anhum mày đảo nữa nè. Mới khai thác được mỏ anhum mày đảo. Sao thầy nói là cảm thấy cuộc đời xô xát mãi không sao? Dắt nhau đến chỗ bãi tha ma, là dắt nhau đến mãi chỗ bãi tha ma mà. Người thú gì vợt gì cũng sau này cũng chết hết trơn, không có người thú gì cũng phải chết hết. Quý vị quá là cầu không có con gì mà còn sống hết trơn. Gió á mùa âu trời sấm dậy, hải hùng xanh chiến, chinh chiến xé sâu nhau. Là nó đánh vào biển Thái Dương đó, gió áo á, mưa âu. Gió là á là mưa âu là bên Âu Châu á, bên Nga đó. Trời sấm dậy, hải hùng chinh chiến xé nhau. Đó là trời mà tường đời nấy màu âm tối đó, tức là 7 ngày đêm luôn, đánh banh trận này qua đi cầu luôn. Không còn ai can nữa đâu. Nó chết nè. Sao Liên Hiệp Quốc giờ can thiệp cũng được nữa. Liên Quốc còn bó tay luôn, không có nào xử được. Chết quá rồi Liên Quốc, nó quốc luôn, Liên Quốc nó chứ Liên Quốc. Hết chứ ai xử ai nữa chứ. Trung Quốc cũng mấy nước đó chứ ai mà chừng nước quánh nhau lung tung hết trơn, mà ai xử ai. Ai nấy lo chứ xử gì nữa. Chỉ có mình niệm Phật à. Mình niệm Phật mình tự tại à, thân mình an nhàn, tâm mình tự tại là không có sợ chiến tranh giặc giả. Mình đã định tâm niệm Phật không sợ chết chóc gì nữa, không có sợ. Vậy thì mấy nước ngoài tao đâu biết niệm Phật đâu sao? Mới khổ. Còn mình biết cái tôi niệm Phật mà không có sợ mưa gì nữa chứ. Mình tâm thanh nhàn tự tại về không có sợ gì. Mình ráng tu đi, ráng niệm Phật thì không có sợ gì chứ. Còn không tu rồi sao khổ dữ lắm.
Tôi gọi là vĩnh vàng, tôi không có sợ, tôi không có sợ cái gì chứ. Mình có tu rồi không có sợ cái gì đó. Vì lên đó nó không có sợ gì. Mình có tu có niệm Phật rồi là không có sợ cái gì. Nó theo Trung Quốc, nghe là xúi dục của Trung Quốc. Mua chuộc nó theo mấy đó, mấy kia ra chiến tranh. Cái lộn cuồng nó không có trời, không mặt trăng. Lộn cuồng không có ngày, không đêm, tối tăm. Mất mặt trời, mất mặt trăng luôn. Không còn. Nó nổ rồi, quả đất này banh cành, không còn mặt trời, mặt trăng. Nó lại cái trục, mất luôn, không có mặt trời, mặt trăng. Sau dùng phép màu mới lập lại trật tự lại. Phật lập lại cái xã hội mới, trật tự mới, quả đất mới mới được. Banh cành quả đất rồi banh cành luôn. Nó đến ngày cằn cỗi cây đất đây, cằn cỗi sao đất bằng vàng chứ đâu phải gì đất cây cỏ gì đi sao. Bảy báo, đất bằng bảy báo, đất bằng vàng. Đất xăng hực bay bảy báo vậy đâu cây cỏ. Đường không bụi đâu nằm cũng được, cây không gai gió mát lại êm. Bằng ngày thì ông mọc đêm trăng sáng hoài. Đó, sao nó quý báo vậy đó. Đường không có bụi gì, đất bằng vàng mà bụi gì. Đâu nằm cũng được, cây không gai gió mát lại em. Còn ngày thì trời đêm thì ông mọc. Ông mọc trăng sáng hoài. Không có gì. Sung sướng như lắm, đời sao nó sung sướng như lắm. Nói tới đâu làm sao? Nãy giờ ông hỏi đời mặt pháp. Vậy hả? Ừ. Rồi bây giờ ông thấy năm nay, năm tới, hai năm này tới chưa? Thì nó cùng cuối vậy hết rồi, còn gì nữa. Tới qua năm là còn hết mất luôn rồi. Tới năm mạo, tháng mạo cho buồn, tháng hợi là chấm dứt luôn đó. Tháng mười qua năm là bánh trành luôn đó. Ờ, đó nói là hợp đó. Ừ. Hợp cái gì? Hợp trong bài mà không không á. Ừ, đó nói là chấm dứt là cái hạng quân luôn đó. Đại đạo giáo văn văn bất tri khai năng bạch phát đại hà thi vinh qua phú quý trung cầu mộng kỳ cá nguyên niên thốt nhất kỳ đó. Ừ, tới chung cuộc luôn. Chứ không có lên nữa. Ừ, tới đó giờ chấm dứt luôn, không còn gì nữa chứ. Chấm dứt là chấm dứt của cái người tu đi vào trong trong đại hội còn ngoài là còn dữ lắm à. Ừ, mà chấm mà bảy niên lận. Ừ. Sau đó rồi tới chấm dứt hạng quân của bảy niên hòa địa nhân hiền thủ là có vua ra đời, bảy niên hòa địa đất nước hòa bình. Nhân hiền thủ là có thánh chúa. Bởi vì bây giờ đó là ngũ niên diễn lữ cơ hàng, tức như là từ cái tý sửu dần mẹo thìn đó là tới thìn đó. Nhưng mà qua cái sửu dần vốn sẽ khả hồi cầu trời khẳng Phật sống coi lập đời rồi. Ừ. Nghĩa là năm rồi năm nay lập đời, còn qua năm tới là cờ cháu chúng sanh vô quả đó. Cái nhà chế xong trả quả xong rồi tới Bắc Nam chờ thời cuối thìn rồi tới đó rồi tới Bắc cuối thìn rồi cuối thìn sẽ lô vận chuyển chứ là tiên linh hiển cơ quan nhân sanh em toàn hết thìn rồi lập nhân hoàng hậu ra là có vua. Tôi nói trong sáu nghe cái này nha. Ừ. Bây giờ thầy nói cuối năm thìn sẽ lo dẫn tỷ sứ hà tiên linh hiển cơ quan nhân sanh cho hiệp một đàn hết thìn là lập chân hoàng hậu ra. Ừ. Một ngày 40 là một cái thìn, 52 là hai cái thìn, 564 là ba cái thìn, 76 là 4 cái thìn, 88 là năm cái thìn. Ừ. Cái thìn 2 cái thìn thứ 6, nhưng mà cuối năm thìn 1999 là dẫn chỉ rồi. Sứ hà tiên với hà là xong, là tiên là xong trước đó, xong tiền đó. Ừ. Linh hiển là cơ quan cái ban đại diện. Còn cái hết thìn đó là tôi nói cho ông nghe đó là cái tăng mão 11 cái thìn đó là mà giáp bắt bích đinh một kỷ canh tăng đó là tới cái thịnh năm 2012 đó, thêm tới cái thịnh 2014 đó là hết thịnh 12 là lập hậu rồi, chứ phải tới 24 là lập hậu vào cái năm 2023 này nè, chứ tới 2024 nó còn cái lập hậu rồi thì sao đó chúng sanh ấy cho quả bị ông vào cung lưu tâm chú rồi ở dòng cầm thú chân tranh ông ấy phân tích như vậy đó, người ta nghe tâm hiểu làm sao. Ừ thì vô trong bốn thẻ chứ ngoài chết chân hả? Không phải, thì tôi phân tích thêm cho ông nghe, cái ý cho ông vậy đó, ông thêm ông nói đang cho ta nghe cho nó chính xác nghe không. Ừ, bây giờ cái lời sau cùng tôi xin nói lên đại diện là cầu nguyện cho nếu ai được coi cái clip này, vợ trong nước ngoài nước và cả thế giới đều mình giác ngộ lần cuối cùng là mình tu quay đầu hướng thiện trở về Phật pháp quy tâm bảo cúng lại sớm chiều giữ giới lực thì người đó sẽ sống còn được thượng cổ dự hữu long qua. Còn không tu là cái này cái vừa khởi sạch luôn, hoặc ngọc hoàng vũ trụ chết vừa sạch, không còn ai còn sống sót.